Vâng, thưa quý vị và các bạn, rõ ràng là đại dịch Covid-19 đã tác động đến tất cả chúng ta trong khoảng 2 năm trở lại đây. Với tất cả những gì chúng ta đã nhìn thấy rồi và gần đây nhất là những hình ảnh rất là đau lòng khi mà có rất là nhiều trẻ em trên thế giới và cả Việt Nam nữa đã trở thành trẻ mồ côi chỉ sau có một đêm thôi. Và điều này đã khiến cho rất nhiều người đặt ra những câu hỏi khác nhau. Và gần đây nhất chúng ta cũng tiếp nhận thông tin đó là tập đoàn FPT, chủ tịch tập đoàn này là ông Trương Gia Bình cũng đã công bố thông tin là sẽ xây trường nuôi 1.000 trẻ mồ côi Covid-19, cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Và xung quanh câu chuyện này thì chúng ta cũng sẽ có nhiều điều để cùng trao đổi với nhau. Và hôm nay sẽ có một quan điểm từ một cá nhân, đó chính là tiến sĩ Đặng Hoàng Giang. Hãy cùng xem là tiến sĩ Đặng Hoàng Giang chia sẻ với chúng ta điều gì. Xin cảm ơn anh đã nhận lời đến với chương trình của chúng tôi. Vâng, xin chào anh. Xin chào câu chuyện mà thu hút rất là nhiều sự quan tâm của dư luận, một câu chuyện mang tính nhân văn rất là cao, ý nghĩa rất là cao. Trước hết thì với quan điểm cá nhân của anh, sau khi tiếp nhận thông tin đó thì anh có suy nghĩ gì ạ? Khi mà nhận được cái tin là tập đoàn FPT với sự phát ngôn của ông Trương Gia Bình sẽ đứng ra xây một cái trường, một cái ký túc xá, chúng ta có thể hiểu là một cái trại mồ côi cho các em đấy, các em mồ côi cha mẹ đến để ăn ở và sống ở đấy và trưởng thành, thì cảm xúc đầu tiên của tôi là rất là trân trọng. Tôi rất là quý cái thiện chí của tập đoàn và của ông Bình. Tuy nhiên khi mà cái cảm xúc trân trọng và quý mến đấy nó qua đi thì trong tôi cũng gợn lên một số những cái băn khoăn nhất định. Và tôi có trao đổi với các đồng nghiệp là những người mà làm trong lĩnh vực xã hội, đặc biệt là với trẻ em, thì dần dần những cái quan ngại này nó cũng dần hình thành hơn. Và rõ ràng đến bây giờ thì cái ý kiến chung của giới chuyên môn là đây là một câu chuyện không đơn giản và chúng ta không nên hình dung là chúng ta sẽ đem một cái mô hình thiếu sinh quân hay là ký túc xá hay là trại trẻ mồ côi như là chúng ta đã làm trong những thập kỷ trước để mà giúp đỡ các em đấy, mà các em sẽ cần một cái hình thức giúp đỡ khác và nó mang tính khoa học hơn và mang tính phù hợp hơn với cái tâm lý phát triển của trẻ. Vâng, tiến sĩ thì có nhiều băn khoăn mà chúng tôi thì cũng có những cái băn khoăn của mình, có những cái góc nhìn của mình, không biết nó có trùng với cái quan sát của tiến sĩ không. Đó là sẽ có những em thì đồng ý, nhưng cũng có thể sẽ có những em là sẽ chưa đồng ý hoặc không đồng ý tham gia vào cái môi trường mới đó, mặc dù các em gặp rất là nhiều khó khăn. Và cái cơ hội được tiếp xúc và được nuôi dưỡng, học tập, làm việc cho FPT cũng là một cái cơ hội mà nhiều người mơ ước. Ông nghĩ sao về cái suy nghĩ của các em? Có mấy điểm anh nêu ra ở đây và chúng ta có thể thảo luận sâu hơn. Thứ nhất là rõ ràng chúng ta phải hỏi ý kiến họ hàng của các em đấy. Có thể là bố mẹ các em mới mất rồi, nhưng mà còn anh chị em, ông bà, cô chú, hỏi ý kiến các em đấy, đúng không? Nếu như các em đã đủ lớn nhất định để có ý kiến. Và cái thứ hai, cái khả năng, cái tiềm năng được học hành, thậm chí lên tiến sĩ với cái hệ thống FPT là rất tốt, rất là hay, rất là quan trọng. Tuy nhiên cái mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên không phải là chuyện học hành của các em đấy, mà cái mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên cần phải là các em ấy có cần một cái môi trường như thế nào để lớn lên với một cái tinh thần, một cái tâm lý khỏe mạnh. Và rất nhiều các công trình khoa học đã chứng minh là cái môi trường của một cái trại trẻ mồ côi, dù là được trại với thiện chí tốt nhất, dù là có nguồn lực tài chính, không thể là môi trường tối ưu để các em đấy có thể trưởng thành lớn lên với một cái trạng thái tinh thần và nền tảng tâm lý khỏe mạnh được. Mà cái môi trường tối ưu nhất cho trẻ lớn lên là gia đình, môi trường như gia đình, giống gia đình, chứ không phải là tập trung mấy trăm em, mấy nghìn em lại với nhau và có một số người lớn như là giáo viên để dạy các em học. Như vậy là trước khi nghĩ đến chuyện là các em ấy có thể được học hành như thế nào, lớn lên làm nghề gì, rồi làm tiến sĩ v.v. thì phải hiểu rằng là các em cần một cái môi trường để phát triển lành mạnh về mặt tinh thần, về mặt tâm hồn. Tôi hiểu ý anh đang muốn nói tới những cái vấn đề gì, trong đó có vấn đề tâm lý nữa. Vì cả tôi cả anh đều cũng đã làm những người lớn, đã làm phụ huynh rồi. Thì có lẽ khi mà nhìn những hình ảnh các em ấy trở thành trẻ mồ côi rồi, có những em được báo chí nước ngoài chụp ảnh đấy, là ôm những cái kỷ vật, những cái di vật của cha của mẹ mình, những cái gối, những cái tấm hình, cứ ngồi thu lu một góc. Quả thực là các em sẽ cần nhiều hơn là những cái hỗ trợ từ bên ngoài, mà cần hỗ trợ về tâm lý nữa. Vì rất là sốc sau một đêm là mất cả cha cả mẹ. Thì qua rất là nhiều những ý kiến của chuyên tâm lý rồi và góc nhìn của cá nhân anh đó, thì anh nghĩ bây giờ các em thực sự cần gì nhất về yếu tố bên trong cơ thể mình để có thể vượt qua cái giai đoạn khó khăn này? Cái về mặt lý thuyết về phát triển, lý thuyết về sư phạm và giáo dục và tâm lý học, thì những trẻ mồ côi cần nhất một môi trường giống như môi trường gia đình và tránh cái sự xáo trộn nhiều nhất. Như vậy là tốt nhất là các em vẫn được đi học cái trường đấy, vẫn sống ở cái làng đấy hay là cái phường đấy, không bị giật ra khỏi cái môi trường sống của các em đấy và chuyển đến một cái tỉnh khác hay là một cái trường khác.
À, và nếu như các em đấy được sống với anh chị em của mình, được sống với ông bà của mình, cô chú của mình, à, thì đấy là cái tốt nhất. Và nếu như những cái người này không có đủ khả năng về mặt kinh tế hay là những cái khó khăn gì khác, thì xã hội và các mạnh thường quân có thể giúp đỡ cho ông bà, cô chú, anh chị em của các bé đấy, để cho làm sao cái môi trường gia đình đấy đủ cái sự vững vàng và đủ cái điều kiện để nuôi dưỡng các em. Và đấy là cái lời giải tốt nhất. Chỉ trong trường hợp vô cùng khó khăn, vô cùng cá biệt, khi mà ví dụ bạn không có ông bà nữa, rồi cô bác bị rất là nghèo hoặc là bị nghiện hay là bị khuyết tật nhiều, thì có thể nghĩ đến chuyện là đưa các em đấy vào trại, à, hoặc là những cái nhà trẻ mồ côi. Tuy nhiên những cái trại này hoặc là những cái ký túc xá này cũng cần phải nhỏ, ở cái phương diện nhỏ, 5 em, 7 em, 10 em, làm sao cho cái sinh hoạt của các em đấy nó giống như một gia đình, thay vì là mình vào một cái trại vô cùng lớn và xung quanh mình là hàng mấy trăm bạn cùng tuổi hoặc là trên dưới một số tuổi và hầu như không có người lớn, chỉ có ít, rất là ít người lớn thôi, thì đấy không phải là cái môi trường lý tưởng cho các em mới phát triển. Cho nên là cái phương châm của chúng ta là dùng nguồn lực của cộng đồng, nguồn lực của xã hội, nguồn lực của các mạnh thường quân để làm sao cho giúp các em đấy được đặt vào trong những cái gia đình thay thế, à, có thể là họ hàng, có thể là hàng xóm, có thể là trong làng, có thể là những bố mẹ bảo trợ, à, và đấy là cái phương pháp tốt nhất. Còn trong trường hợp mà gia đình họ hàng vô cùng khó khăn thì chúng ta có thể nghĩ đến chuyện là nuôi tạm các em một thời gian ngắn ở trong trại, thế nhưng mà luôn luôn với cái tâm trí là làm sao để đưa lại các em đấy sau 1 năm, sau 2 năm, sau 3 năm đưa lại các em về gia đình, thay vì mình hình dung là mình sẽ nuôi các em ấy đến tận 18 tuổi ở trong trại. Đó là những cái vướng mắc khó khăn khi mà ý tưởng của ông Trương Gia Bình đề ra, và chúng ta cũng đã tạm lường trước được là như vậy. Tất nhiên sẽ còn nhiều điều nữa chưa thể nói bây giờ được. Và có một cái chi tiết thế này cũng xin quan điểm của tiến sĩ, đấy là theo như nhiều tổ chức trên thế giới cũng về hỗ trợ cộng đồng đấy, thì họ có trang rằng là cái mô hình mái ấm hay là trại trẻ mồ côi thì nó không thực sự là tốt cho những cái đối tượng được tham gia vào các cái mô hình đó đâu. Và quan điểm của cá nhân ông như thế nào và nghĩ về cái mô hình của ông Trương Gia Bình đề xuất ạ? Đến bây giờ thì người ta nhận thấy rằng cái mô hình trại trẻ mồ côi, mái ấm với tất cả những cái thiện chí của nó thì có rất nhiều những cái điều bất ổn, à, cho nên là các nước phát triển thì hầu như đã bỏ cái mô hình đó rồi. Chỉ có những nước đang phát triển như là châu Phi hay là Việt Nam thì chúng ta vẫn tiếp tục cái mô hình đấy. Thế nhưng mà đấy không phải là cái mô hình tốt nhất nữa. Đây là vấn đề mà rất nhiều nước đã phải trăn trở trong cái đại dịch liên quan đến HIV, bởi vì đấy cũng là một cái hoàn cảnh mà rất nhiều trẻ mồ côi do bố mẹ bị chết, bị qua đời bởi vì HIV. À, họ đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với cái hoàn cảnh đấy, với cái câu chuyện đấy. Và họ thấy rằng là thứ nhất là những cái trại như vậy là có một cái chi phí về mặt kinh tế là cao hơn rất là nhiều so với cái việc là hỗ trợ gia đình có đủ điều kiện để chăm sóc các em. Tức là về mặt bài toán kinh tế nó cũng không ổn. Thứ hai nữa, về mặt phát triển tâm lý thì các trẻ sẽ cần một cái người lớn đóng cái vai trò gọi là một cái người gắn kết, một cái người mà các em có thể gắn kết và xây dựng cái cảm giác an toàn, cảm giác được che chở. Và cái điều đấy rất là quan trọng. Nếu như thiếu vắng cái người gắn kết đấy, ví dụ như gia đình các em bị ngược đãi, các em bị bỏ rơi, hoặc là các em sống trong trại, thì sau này các em sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn về mặt tâm lý. Mà trong một cái trại lớn như vậy, hàng nghìn người như vậy, thì chắc chắn sẽ không có đủ người lớn chăm sóc các em đấy, để mà sao cho em có một cái cảm giác là mình có một cái, tiếng Anh họ gọi là attachment figure, tức là một cái người mà mình có cái sự liên kết chặt chẽ với người đấy. Thế rồi chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện là cái nhân viên của cái trại đấy họ sẽ đổi việc, họ sẽ đi làm chỗ khác, và mình sẽ mất cái sự gắn kết với cả người đấy. Cho nên là kể về mặt tâm lý, sư phạm, giáo dục, phát triển tâm lý thì cũng đều có vấn đề. Vâng. Vậy thì trước thực tế đó thì cũng có những ý kiến cho rằng là ông Trương Gia Bình hay FPT cũng nên có một sự tham vấn, có sự tham khảo từ những cơ quan tổ chức, từ những chuyên gia tâm lý nữa, và có vẻ như là hơi vội vã. Ý kiến của ông thế nào ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng chúng ta nên thận trọng. Cái này nó không phải là một cái quyết định cần phải làm trong vòng vài tiếng hay là 24 tiếng giống như là phải cứu ai sắp chết. Mà đây là một cái trường hợp, một cái hoàn cảnh mà chúng ta có thời gian. Và nếu như một tổ chức xã hội giả sử như muốn đầu tư, muốn kinh doanh thì sẽ phải cần đến sự tư vấn tâm lý của các nhà kinh doanh, các nhà đầu tư. Thì ngược lại các doanh nghiệp và các nhà mạnh thường quân mà vốn rất là giỏi về kinh doanh cũng nên tham khảo ý kiến của những chuyên gia, những tổ chức làm về xã hội, làm về trẻ em, để hiểu hơn là mình cần phải làm cái gì. Chứ chúng ta cũng không nên chủ quan cho rằng là chỉ với thiện chí mà thôi thì chúng ta sẽ làm mọi thứ nó đúng cả. Bởi vì nếu mà có thiện chí nhưng mà thiếu kiến thức chuyên môn thì chúng ta sẽ có thể làm khá là sai. Và tôi
cho rằng là những người như ông Bình hoàn toàn có thể bỏ ra vài tháng, nửa năm để đi tìm hiểu xem ở Việt Nam có những tổ chức nào đang hoạt động trong cái lĩnh vực này, họ làm việc có uy tín hay không, họ có thực sự thuyết phục chúng ta về trình độ của họ hay không, chúng ta có thể kết hợp với họ như thế nào, họ có thể tư vấn cho chúng ta như thế nào, hay là chúng ta có thể tạo ra một cái quỹ và cái quỹ đấy sẽ giúp cho họ là những nhà chuyên môn để giúp đỡ các em được tốt hơn, thay vì chúng ta tự mình với cái tiền của mình đi giúp đỡ các em với thiếu tất cả những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của mình. Vì trong xã hội thì chúng ta biết là phân việc ra, đúng không, ai làm việc người đấy, thì chúng tôi nghĩ, tôi nghĩ rằng là cái sự kết hợp của nhiều những cái lực lượng trong xã hội nó sẽ tạo ra một kết quả tốt đẹp hơn là chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải làm tự mình với tất cả mọi thứ. Vâng, đó là về lâu về dài, trong tương lai. Vậy thì trong ngắn hạn thôi ạ, một kiến tổng quan của tiến sĩ thì chúng ta có thể làm gì với những người mà có tiềm lực, với những người mà có mong muốn hỗ trợ cho những em bị mồ côi vì Covid-19? Thì trong ngắn hạn chúng ta có thể làm gì để tiếp cận được với cái nhu cầu của các em? Tôi nghĩ là ngay bây giờ chúng ta có thể hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội từ thiện làm việc chuyên về lĩnh vực trẻ em này. Và một số đồng nghiệp của tôi thì đã tạo ra một cái sáng kiến tên là em không cô đơn hay là em không lạc lõng, để kêu gọi cái nguồn kêu góp của cộng đồng, và họ sẽ là những người với chuyên môn, với kiến thức, với kinh nghiệm sẽ đánh giá từng trường hợp các em, xem là mỗi một em cụ thể em cần cái gì. Trường hợp này có thể ở với bà hay là cô chú mẹ, trường hợp kia có thể với người anh họ, trường hợp này thì nhà mình phải đưa vào trại rồi bởi vì không có ai cả, nhưng mà mình hy vọng là sau một năm sống trong trại thì em sẽ được về. Tức là với mỗi một con người như thế, chúng ta cần phải mất thời gian, phải đầu tư thời gian công sức vào để tìm hiểu xem cái cá nhân đấy, xung quanh cái môi trường đấy là như thế nào và họ cần cái gì, để có được cái sự hỗ trợ nó rất là đúng, thay vì chúng ta coi em nào cũng giống như em nào và cho rằng là chỉ vì là bố hoặc là mẹ hoặc là cả bố lẫn mẹ của em ấy đã qua đời rồi, cho nên là cái hành vi này của mình sẽ là tốt nhất cho em đấy. Hy vọng là sẽ có sự lan tỏa. Vâng. Sẽ có sự lan tỏa và mọi người sẽ cùng tham gia vào bằng một cách thức của riêng mình thôi, phù hợp với mình để giúp được cho các em. Tôi nghĩ đó cũng là cách hỗ trợ tốt nhất mà vừa với tâm và vừa với sức của tất cả mọi người. Và thêm một ý là với sự tham gia của những chuyên gia và những tổ chức đã và đang làm ở trong lĩnh vực đấy rất là nhiều năm rồi. Vâng. Thay vì mình là người xa lạ mình bước vào, mình là người xa lạ thì mình sẽ đóng góp tài chính, đóng góp đủ cái thứ khác nữa. Thế nhưng mà những cái việc chuyên môn như vậy thì hãy để cho những cá nhân đấy làm. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ đã chia sẻ ý kiến trong chương trình của chúng tôi.